Cái nhà ở buổi tối ngày hôm nay thì trước nhà chú Năm thì chú Năm mất rồi, thì có rất nhiều khán giả bà con cô chú anh chị tặng những giỏ trái cây như bình bông cho cố nghệ sĩ Vũ Linh Dĩ Thập Hương chú anh chị. Giỏ trái cây rất là hoành tráng luôn, rất đẹp luôn mọi người ơi. Của ai đây? Trời, hai giỏ luôn mọi người, hai giỏ luôn. Rất đẹp luôn cô chú anh chị, quá đẹp, đẹp luôn mọi người. Đăng tí trước ngày giỗ của chú nữa đó nha. Khán giả đang thắp hương đó cô chú anh chị. Trời ơi, đẹp không tưởng tượng nổi của nhà ơi. Thì anh xe rap anh mới giao hai giỏ trái cây cả nhà. Nói chung là không biết của ai cả nhà. Nhưng mà hai giỏ trái cây là rất là đẹp luôn. Wow. Chị gái đang chụp hình nè mọi người. Thank you.
chào má Tư. Đúng rồi. Má Tư cả nhà. Dạ, chào má Tư. Ồ, má Tư là dễ thương mấy nhà. Quá ngầu mặc áo quá ngầu má Tư à. Ờ, má má Tư mặc áo con rồng luôn mọi người ơi. Mai má Tư tới mấy giờ má Tư? Cô chơi má à 10 giờ. 10 giờ ngày mai má Tư tới. À, buổi chiều hôm nay thì má Tư cũng vừa đến nè cả nhà. Má Tư chắc bạn tới thắp hương cho bác Năm. Để cả nhà thì má Tư cũng vừa đến vừa bên trong hả cô chú anh chị. Cô chú anh chị, buổi tối ngày hôm nay thì em cũng đứng đây để quay chia sẻ cho cả nhà xem, thì má Tư cũng vừa vào bên trong hả cô chú anh chị. Thầm bớt xộm đi. À, má Tư cũng thành đến với cô chú anh chị à. Vô trong luôn đi tài. Đút sát vô cũng được, ở đây ra nè, nó ngược rồi, cái điện thoại nằm bên đó thôi.